Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Lô, anh Vinh à? Vâng. Tối qua các anh không ở đây à? Tối hôm qua đang trời mưa quá không làm được thì đánh về để nhờ Sử trong lán cho ấy. Nhờ Sử trong lán á? Ờ. Nay như kiểu có ai về phá hoại hay sao ấy mà xô với lại bay mà quăng tang tung rồi anh. Ồ, chắc chỉ có ai là người lớn đấy. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Có lẽ hôm nay sẽ là một cái thước phim gọi là phải tạm hoãn cái quá trình mà xây dựng ngôi nhà của ba ông cháu của bác. Đến thời điểm hiện tại thì mưa đã được 2 ngày rồi cô bác. Mà mưa ở đây còn không phải là, nó không phải là mưa to cô bác, nó chỉ là mưa phùn thôi, nhưng mà nó mưa rất là dài ngày. Mưa từ tối hôm qua đến giờ nó còn không có tạnh một chút nào cô bác. Đấy, hôm nay thì cảm thấy là như kiểu sương mù là có rất là nhiều các bác. Hiện tại bây giờ đang là tầm độ 11, 12 giờ thôi. Mà nhìn trong như kiểu là tầm 6 giờ tối rồi các bác. Trời rất là tối. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video ạ. Hôm nay lên thì các anh thợ sẽ, các anh thợ chắc là không có ở đây nữa thôi các bác à. Đây, bây giờ thì còn đang mưa rất là nhiều nữa các bác. Ở trên nhà của ba ông cháu thì phải nói là nếu mà đến năm mùa đông các bác thì chỉ có nhìn được độ tầm là 10 mét quay đầu thôi. Hiện tại thì có sương mù rất là nhiều, có cả mưa nữa. Ui, mưa quá. Mưa luôn. Này không biết các anh thợ làm gì đấy, sao mà bạt là rách tùm la tùm lum hết rồi. Sử thì không biết là đi đâu rồi, gọi em Sử lên rồi. Hiện tại thì trời mưa rất là nhiều rồi các bác này, mưa như này thì không có thể mà chắp được đâu các bác. Ở đây thì pro này thì cháu Lực cũng đã lấy lên rồi cô bác, nhưng mà do là quá trình mà trời mưa quá anh em không có vận chuyển được từ bên kia vào, thành ra là bây giờ phải tạnh mưa đợi đường khô thì cháu Lực mới dám vận chuyển vào cô bác. Pro này thì nó rất là dễ vỡ, nếu mà mình vận chuyển không cẩn thận nữa cô bác mà xe nó bị đổ là nó bị vỡ luôn. Hôm qua thì không biết là các anh thợ là ngủ kiểu gì sao bạt lại rách hết rồi. Không nghe máy luôn này. Như kiểu là đang có ai vào đây phá đồ đạc hay sao cô bác. Một tí nữa thì cháu Đức sẽ điện cho các anh thợ là xem là hôm qua các anh... Alo, đang ở đâu ấy? Ở nhà à? Sử có ở nhà không? Hả? Không à. Sử có ở nhà không? Không à. Không à? Ừ. Thế đội ô lên trên này một chút được không? Được ạ. Thế đội ô lên trên này một chút. Vâng.
Em xử thì không có ở nhà đâu các bác, có mối là em Hải ở nhà thôi. Đợi em Hải lên thì cháu Đức sẽ hỏi cái lý do mà không biết là các anh thợ tại sao lại xé bạc như này. Được rồi. Được rồi. Mưa đọng lại nước là rất là nhiều đây rồi các bác này. Ôi ôi. Này như là có cái dấu vết của ai, của dao mà xé bạc thì sao đấy. Đi xem trong nhà nào. Sợi nhìn thấy đấy, cả bay cả xô quăng tao tung này, trong này toàn cắt. Hôm qua thì cháu Đức cũng bận công việc ở dưới nhà các bác, không có lên được ấy, cũng có cho bạn Hiệu lên là dọn dẹp lại cái phần mà cái số nền mà mấy anh em vừa mới ốp xong ấy, xem là nó có bị dính xi không. Nếu mà dính xi thì cho các anh em lại cho Hải với Sử với bạn Hiệu là cọ ra một chút, tại vì nó vừa mới dính rồi cho nên là nó không có dính được lâu ấy. Cho ngày toàn cắt với toàn mùi cưa này. Điện nó có anh thợ xem nào. Lô anh Vinh à? Vâng. Tối qua các anh không ở đây à? Tối hôm qua đang trời mưa quá không làm được thì đánh về để nhờ Sử trong lán cho ấy. Nhờ Sử trong lán á? Ờ. Nay như kiểu có ai về phá hoại hay sao ấy mà xô với lại bay mà quăng tang tung rồi anh? Ồ, chắc chỉ có ai là người lớn đấy. Mày em không biết được, hôm qua ở đây thì có đồ nào các anh ở đây không? Bình ga các anh với lại bếp kiên điện, nồi cơm điện thì có mang đi về không? Không, vẫn đấy hết mà. Ở đây hết á? Vâng. Thế thì bây giờ còn mỗi cái bếp thôi, bình ga thì không biết là đi đâu rồi. Chắc trộm đi á. Nồi cơm điện thì vẫn còn ở đây này, nhưng mà không thấy lói đâu rồi anh ơi. Có hai nồi đấy. Hai nồi nhưng mà bây giờ nhìn thấy một nồi là có lói rồi, một nồi không có lói rồi. Bạt này cũng em có thấy là ai dùng dao dùng dao xé hay sao ấy, rách hết rồi. Bạt á? Vâng. Ồ chắc kim dân trên kia mà. Thế tối hôm qua là anh bảo Sử nó ngủ đây à? Vâng, tối hôm qua bảo Sử nhờ Sử trong lán cho mà. Anh nhờ Sử đi xong Sử ok rồi xong mới về à? Vâng. Thế thì tình hình là tối nay là chắc anh sẽ phải là lên đây rồi. Em thấy là như kiểu có ai về đây phá hoại sao ấy. Ờ thì anh sắp xếp thời gian lúc anh lên thế. Vâng, và không biết là gạch là có bị mất hộp nào không? Xi xi thì hôm nào còn bao nhiêu bao anh? Xi thì còn 4 bao, 5 bao đấy. 4 bao, 5 bao à? Ờ. Vâng, thế để em kiểm tra lại xong một tí nữa em điện cho anh sau. Vâng. Nếu mà tối nay lên là một tí nữa phải là mua bạt lên anh nhá. Vâng. Vâng. Thế anh nhá. Này thật sự ra cô bác ạ. Tình hình ra là chắc là có người về phá hoại đồ đạc của mấy anh em thợ rồi. Hải xử đi đâu rồi? Tối qua chưa về đâu. Chưa về á? Không biết tối qua. Tối qua em chờ ngày đây thì sáng nay em lên trên này thì không thấy ai đâu. Sáng nay em lên trên này thì đã phá hết như thế này. Đã phá hết như thế này rồi á? Vâng. Sáng nay lên là nhìn thấy như này rồi à? Vâng. Thế nhìn như thế này sao không điện cho anh? Em tưởng là... Tưởng là các anh thợ làm à? Vâng.
Sử thì đi là không có cầm đeo điện thoại đúng không? Vâng. Điện thoại là Sử đến nhà. Vâng ạ. Xe máy đi có ở nhà không? Không ở đâu ạ. Xe máy không ở á? Vâng. Không biết là Sử đi đâu rồi cô bác. Mà tối hôm qua thì các anh em thợ đã nhờ là em Sử là lên trên này là ngủ tại đây để trong trong cái phần là lán một chút. Tại mấy anh em thợ lúc mà trong quá trình mưa dài ngày ấy, thì các anh thợ cũng đã bảo nhắc nhở em Sử và đi về. Anh nắng thì các anh mới lại lên cô bác. Đấy, còn ở đây thì cháu Đức cũng nhìn thấy là trong này có bùn cưa nào, nào là cát với lại thêm rất là nhiều những cái viên gạch mà bị vỡ này. Ở đây là có khi là quang gạch vào đây này cô bác này, từ dưới cái quang gạch đây này. Ở đây là nhiều nhất này, không biết là gạch này có bị hỏng chút nào không. Còn gạch thì cháu Đức xem là hôm nọ thì cháu Đức lấy lên thì cháu Đức biết là bao nhiêu hộp. Hôm nọ thì ở đây là cháu Đức để là 4 hộp, còn lại ở ra phần phía bên kia nữa. Ở đây thì nếu mà có ai về trộm các bác thì cháu Đức sẽ nghi là không có ai dám trộm những cái viên gạch này cả. Tại vì bà con ở trên bản này thì không có ai dùng gạch này cả. Gạch ốp tường nhà vệ sinh với lại tường nhà bếp thì hiện tại là vẫn đủ các bác này. Còn bây giờ cháu Lực sẽ kiểm tra thêm là cái gạch mà ốp nhà vệ sinh nữa. Cái gạch này cũng đủ này, cô bác này, dưới kia là một hộp nữa là cũng đủ. Còn cái gạch mà ốp chân tường ấy thì hiện tại là chỉ còn là tầm 20 hộp luôn cô bác. Tại vì là hôm nọ là ốp ở trong kia rồi. Cái gạch này thì vẫn còn là hơn 20 hộp này các bác này. Vẫn còn hơn 20 hộp ấy. Cái gạch này thì cháu Lực nghĩ là sẽ không có ai dám trộm hả các bác. Gạch này ấy. Nếu mà trộm thì người ta chỉ có lấy xi thôi. Còn bây giờ cháu Lực sẽ đi kiểm tra xi xem là tình hình xi như thế nào, xem có bị mất bão nào không. Còn ở đây thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy là cái bay này, cái xẻng nó bay tứ tung lung. Hôm qua thì lúc mà đi về ấy, lúc cùng các anh em thợ đã dọn dẹp vào để hết gọn vào trong kia rồi. Cái xi này thì cháu Lực nhìn thấy là vẫn còn những cái dấu vết mà gấp, anh em gấp rất là gọn gàng, cho nên là cháu Lực nghĩ là sẽ không có mất đâu. Nghĩ thôi, phải mở ra xem thì mới biết được. 1, 2, 3, 4, 5 5 bao dưới, thế là vẫn đủ. Vừa nãy anh Vinh nói là còn là 5 bao. Đây là còn 5 bao dưới này. Nào, Hải úp vào đây cho anh. Hải nhặt là mấy cái xô này đi vào trong để vào trong kia cho các anh nhá. Vâng. Anh xem nào, cái bay của anh thì còn là bao nhiêu cái nào. 1, 2, 3, 4 4 cái, 5 cái, 6 cái rồi, đủ rồi. Đấy, xô mọi cái này. Anh nhặt hết vào cho các anh để vào đây gọn đây. Vâng. Hôm nọ thì lúc mà cháu Lực với lại các anh em thợ đi về thì đúng đã để hết vào đây gọn gàng rồi các bác này. Còn là thước các thứ này. Ở đây thì cháu Lực nghi là trộm là sẽ không phải là trộm các bác, không có bị mất thứ gì. Chỉ có nghi là người phá hoại thôi. Thì cũng chắc là trong quá trình mà đêm ấy, em Sử ngủ say hay là em Sử đi đâu ấy, cũng ở đây thì chắc là người ta mới vào để phá hoại thôi. Nào, nhặt hết cái búa này ra cho các anh. Dạ. Một tí nữa thì sẽ xem lại ở chỗ này xem là có những chỗ nào viên gạch đã bị vỡ không. Có cả cái nồi này, cong hết. Dạ. Vào, nồi thì cong hết vào đây rồi. Hôm qua Hiệu với Hải là dò dẹp đây đúng không? Hôm qua lên là đã bị dấu vết như này chưa? Chưa, hôm qua lúc lên làm gì đã bị như thế. Chưa.
Hiện tại thì các em thợ là đang trong quá trình mưa quá cho nên là anh em thợ là phải rút quân là đi về nhà các bác. Ở đây thì nhìn này, nhìn như kiểu dấu vết là con dao bập xuống này đấy. Hiện tại thì cái bếp thì người ta không lấy được các bác này. Bếp này thì bẩn quá, chắc là người ta không có ai làm thu mua này, hỏng cú quá rồi. Cái bình ga kia thì vẫn còn, người đi xuống xá thì vẫn còn thu mua lại. Một tí nữa cháu được sẽ đi xuống xá là dặn các cô mà bán ga ấy xem là có ai về xuống bán cái bình ga không, thì bảo cháu Lực để cháu Lực đi xuống. Trong trong lán này thì cháu Lực cũng đã nhìn thấy là những cái bạt này thì đã bị không biết là dùng một con dao hay là cái liềm mà bập ra hết rồi. Còn hiện tại các anh em thợ là mất ra một cái, thêm là một cái phần cái mà cái nồi ấy, lói nồi các bác. Hầu như là vẫn chưa có mất đồ dùng gì đâu, chỉ là chắc là người ta chỉ là lên là phá hoại thôi. Thế còn hiện tại em Sử thì đi thì không có cầm điện thoại, thành ra là cháu Lực không có điện được. Hay gạch, còn cái phần gạch thì tại sao mà cháu Lực không mang để trong nhà các bác? Thì cũng là để ở đây, một phần là mưa xuống thì là sẽ mình dùng để gọi là để ngâm luôn. Trước khi mà mình đi vào mình ốp gạch ấy thì mình cũng phải dùng ngâm nước thì mình mới dám ốp được. Còn một số ý kiến của cô bác nói với cháu Lực rằng là tại sao lại chưa lấy pro lên. Thì lúc mà pro cháu Lực đặt lên, đang trời nắng thì cháu Lực đặt, rồi đến lúc trời mưa thì pro là đến nơi rồi. Nhưng mà trong cái quá trình mà anh em đi thì chưa có thể là vận chuyển đi được, vận chuyển lên đây được. Con đường thì đến hôm nay thời điểm hiện tại thì mưa, không phải là mưa nhiều các bác, mà nó mưa phùn thôi. Mưa phùn này thì mưa kéo dài từ ngày từ trưa hôm kia đến thời điểm hiện tại là được hơn 2 ngày rồi. Được hơn 2 ngày rồi mà anh em không thể là vận chuyển pro đi vào. Pro thì mua vào một tấm pro xịn thì mua nó rất là đắt. Nếu mà trong quá trình mà mình vận chuyển lên đường cái, mọi cái đường nó bị trơn tru, nó bị đổ thì mình bị hỏng pro, thành ra là mình lại phải đặt từ rất là lâu, đặt rất lâu thì mới có tấm pro đấy. Ở xã cháu Lực thì người ta không có bán, mà bán thì người ta toàn bán tấm pro mỏng thôi, cho nên là không có chất lượng, cho nên là cháu Lực phải đặt từ bên tỉnh khác để về. Cũng rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực ở cái khoản đấy các bác. Và cái phần này thì cháu Lực ở những cái thước phim trước thì cháu Lực đã nói rất là nhiều rồi. Cháu Lực sẽ không có để thanh sắt nữa. Còn cây mọi cái thì cháu Lực cũng đã cưa ra và cháu Lực bào mịn màng rồi thì cháu Lực mới đặt lên. Nên bây giờ thì mấy anh em sẽ phải đi vào trong nhà, đi vào trong kia để dọn á. Về đây thì những cái dấu vết này. Đấy, tối nay thì em Sử không có về các bác. Kể cả em Sử về thì các anh thợ là sẽ một người là lên đây trong rồi. Bây giờ mà các anh không có lên trong thì mấy hôm nữa mà thí dụ như gạch này tối nay mà ai mà còn về phá hoại nữa, hay là nó thì quăng đá vào đây là nó bị vỡ tầm độ 4-5 viên đấy, thì cậy lên nó cũng rất là khó này. Và trong cái quá trình mà cậy lên ấy thì đã tốn đêm rất là nhiều vật liệu rồi. Nào Hải ơi, bây giờ em dùng chổi để quét thôi. Vâng. Chắc là chỉ ở nguyên phòng khách thôi. Vâng. Ô anh ơi. Gì đấy? Ở đây nữa. Ôi dồi. Ở đây thì cháu Lực gì đấy là toàn là mùn cưa này các bác này. Toàn mùn cưa với lại cát. Cộng thêm cả cái viên gạch bị vỡ này. Ở đây thì cháu Lực không biết là xúc cái viên gạch vỡ ném vào hay là ném từ viên gạch mà lành lên trên này là nó bị vỡ. Ở đây là chắc chỉ có là có thể là bà con ở thôn này, có thể là bà con ở thôn khác ghé ăn tự ở đâu các bác ạ. Xem phòng kia còn không? Có không? Có ạ, có phòng này nữa. Có hết à? Vâng. Thế thì hầu như là khắp ngôi nhà rồi. Thế thì hầu như là ngôi nhà rồi. Vâng, thế thì bây giờ anh em mình lại dọn ra đi. Vâng. Hãy dọn ra được một tí nữa thì anh em thợ lên thì cháu Đức sẽ trao đổi với anh em thợ sale. Rất là may là đồ đạc mọi cái vật liệu thì không có bị mất. Cũng chỉ là bị người ta phá hoại cái phần ném cát, ném bùn cưa, ném những viên gạch bị vỡ này, cộng thêm là
là những cái tấm bạt của anh em thợ thì cũng đã quay lên vào đã bị phá hỏng hết rồi, hầu như là không muốn anh em thợ ngủ trên này. Đấy, còn như nếu tối nay mà anh em thợ mà lên, tối nay mà anh em thợ mà lên thì tôi được sẽ bảo anh em thợ là đi vào một trong hai phòng này ngủ trước đã. Ở ngoài kia thì mưa cũng rất là nhiều. Thế còn hiện tại là các anh em thợ là bị mất ra một cái bình ga, vỏ bình ga các bác, một cái bình ga với lại cộng một cái lói nồi nữa. Không biết là ở đây là có dấu hiệu nào mà đập phá hay không. Đấy, ở phần này thì rất là may là không có dấu hiệu mà bị đập phá gì cô bác. Đây thì nhìn mấy hàng gạch như là gạch như nào đây. Từ hôm nọ có hay sao ấy. Mấy hàng gạch này từ hôm nọ rồi cô bác ạ. Nào bây giờ đi quét vào trong phòng ra trước nhá. Vâng. Đấy ở đây thì hôm qua là được... hôm qua thì bạn Hiệu lên với lại em Hải, em Sử nữa là dọn dẹp là sạch sẽ rồi, không còn những cái chỗ nào mà bị bám xi cả. Phòng kia có nhiều không? Hải? Gần hết rồi ạ. Nhưng mà có nhiều không hay sao nào? Là mấy anh em mình kiểm tra những cái khung vành cửa xem nào, xem là nó người ta có dùng dao để mà đập nó không. Đấy, còn là những cái phần gạch thì trong lúc mà các anh em thợ làm ấy, các anh em thợ vừa làm tới đâu, vừa ốp gạch tới đâu, các anh em thợ lâu tới đấy rồi, thành ra là rất là sạch rồi, không có dính xi nữa. Ở đây thì chắc là chỉ có người nào mà ghen ăn tức ở thôi, còn là những cái đồ bên gạch thì hầu như là không có nhà nào có rồi. Ui dồi ôi, phòng này mới nhiều đây này. Phòng này chắc là ném từ dưới kia lên rồi. Đấy, cái phòng này là ném từ dưới kia lên rồi cô bác này, phòng này ấy. Thế lượng nhìn thấy là những cái thành cửa sổ đây này. Ui dồi ôi, đúng rồi. Cái phòng này là ném từ bùn cưa từ dưới kia lên rồi. Tại vì thế lượng nhìn thấy là anh Vinh cưa ở bùn cưa dưới kia. Ở đây có những cái vết mà lúc mà mang lên ấy, nó còn bị rớt ở đây này. Phòng này cũng nhiều đây này. Nào bây giờ cô quét ra hết Hải nhá. Vâng. Anh em mình chịu khó quét một chút. Đấy góc trên tường. Ui dồi, ném hết rồi góc trên tường này. Đấy. Nào, để anh đẩy nó. Em quét được phần góc trên tường nhé. Vâng. Nào, để anh đẩy nhé. Còn là một tí nữa anh em quét xong rồi xem cái phần gạch ở phần dưới nhà này xem nó có bị vỡ bên nào không. Được chưa? Được. Thời tiết lạnh không đội mũ vào à? Hải? Không đội. Tí đi về nhà là phải đội mũ vào nhá. Vâng. Được chưa? Vâng. Được chưa? Được. Hải thì hôm nay là không có đi học cô bác lại Hải ấy. Hôm nay là ngày được nghỉ đúng không? Vâng. Nào, để anh gom lại, Từ đấy nhá, để anh cứ bay gửi anh. Để anh gom lại đã. Rồi, đi lấy xẻng anh đi. Toàn mùn cưa với mùn cưa. Và cắt nữa. Không biết là bạn nào hay là chú nào mà ghen ăn tức ở đến nỗi mà phải dùng những cái hành động xấu như này. Em ở dưới kia xúc đi xuống dưới kia. Vâng.
chạy xúc với đây kia. Nó là ai có cái tính như vậy này, rất là xấu. Có thể là chú đấy hay là bác đấy hay là bạn đấy, không biết là ai cả. Và cháu Đức cũng sẽ nói lên trên video luôn. Nếu mà chú hay là anh hay là bạn mà có theo dõi được cái thước phim này thì cháu xin gửi một lời tới bác là bác làm những cái hành động như thế thì cực kỳ là hèn bác ạ. Cháu xin nói từ hèn với bác luôn. Nào để anh à. Nào thầy trưởng quét quét trên ra nhá. Ui, đây, cái này anh thợ vẫn còn dùng này. Để cái cho anh em thợ này. Đấy. Hãy quét từ kia ra cho anh. Thời tiết lạnh như này nhìn em Hải đi cho nó cảm thấy là rất là xót xa quá bạn. Khi mà rơi vào cái hoàn, khi mà rơi vào cái hiện tại như này này. Hải có suy nghĩ như nào ấy Hải? Có ạ. Có à? Vâng. Có thấy buồn không khi mà có người ghen ăn tức ở với mình hả? Có ạ. Quét quét ra cho anh gom gom anh xúc vứt đi. Vâng. Rồi. Gom hay là anh xúc đi. Đấy. Anh em mình không được nản nữa, ý chí đấy. Nhìn được cái tấm bạt của các anh thì phải nói là dùng dao để chặt hết rồi. Ở đây thì phải nói là dùng cái phần cửa kia thì chỉ cần bỏ ra là được rồi. Mà vẫn còn muốn để lại cái dấu vết để cho mình nhìn thấy. Một tí nữa cháu Đức sẽ di chuyển là sớm là đi xuống chợ, đi xuống xá để xem là có thanh niên nào mà lạ lạ mà cầm bình ga không. Lạnh không Hải? Có. Có à? Vâng. Lạnh như này sao không đeo giày vào? Em giặt ạ. Giặt à? Vâng. Có một đôi rồi à? Vâng. Đến ngày chủ nhật anh mua thêm giày cho nhá. Vâng. Mua ở đây thì Sử hay đi học, Hải hay đi học với các bác thì mũ ủng loại ở trong là nó có cái như kiểu giày là trong nó ấm luôn các bác, có lông ấy. Nha, anh mua loại đấy cho nhá. Vâng. Không biết là chợ là người ta bán chưa, nếu mà bán thì cho được xem mua cho em Hải là một hai đôi để em ấy lúc mà trong quá trình mà mình sử dụng rồi bật mình giặt đi thì còn có đôi mà thay. Giờ nhìn chân của em này, chân trần này, nhìn đói cái da rồi Hải. Vâng. Anh xem tay nào, đây xem tay nào. Đấy, tay thì cũng đói là da rồi đây này. Nên này là lạnh quá, đã đỏ rồi các bác ạ. Đấy, đói rồi đây này. Áo này thì mà áo ngoài đấy. Của em thôi ạ. Của em á? Vâng. Sao anh thấy Sử cũng mặc ấy?
Của em thôi. Đấy, vừa rồi thì mấy anh em cũng đã dọn lại rồi cô bác ạ, dọn lại sạch sẽ thôi. Thấy một tí thì cháu Đức sẽ ở đây là đợi anh Vinh, anh lên đến nơi rồi thì cháu Đức sẽ nói chuyện với anh, rồi thì có khi là mấy anh em sẽ chuyển giường của anh em thợ là đi vào trong đây ngủ luôn cô bác này. Trong này thì bây giờ phải đợi nó khô đã thì anh em mới vào ngủ được. Bây giờ ốp lát mọi cái thì ở phần phòng bên này thì cũng đã hoàn thiện rồi, còn mấy cái chỗ mà để cái phần rằng thôi à, cái chỗ lố mà để còn hở với cô bác thì ở bên kia là một phần là chưa chắc xong, cho nên là các anh chưa có thể bịt lại được. Hay còn là cái phía phần hông bên kia thì chưa chắc xong, ở đây thì các anh cũng đã chắt và bịt hết rồi cô bác. Cháu Lực cũng nói rất là nhiều lần rồi, cháu Lực cũng phải nói trong thời gian qua thì cháu Lực cũng rất là ưng đội anh em đội thợ. Khi mà cháu Lực nhìn thấy các anh lên, các anh làm không bác, mọi cái các anh làm rất là biết là tiết kiệm cái vật liệu, xong rồi mọi cái các anh đều hoàn thiện nó rất là nhanh nhẹn của bác. Bây giờ thì ngôi nhà này thì bây giờ chỉ cháu Lực chỉ nói ông mồm thôi, hiện tại thì cháu Lực chỉ nói ông mồm thôi, hiện tại là hôm nay thì cháu Lực không có cầm thước. Ở đây thì có thước nào 1 mét đâu nhỉ? À có đúng không? Đây, cháu Lực sẽ đo cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết là xem cái ngôi nhà phòng khách này liệu là có đủ 5 mét vuông không nhá. Nào Hải ơi, anh cầm lên một tí. Cái thước này là 2 mét cô bác nhá. Đấy, cái thước này thì cháu Lực không nói điêu cô bác một chút nào, là hiện tại là đang 2 mét thì cháu Lực sẽ đo là xem là được bao nhiêu mét. Thước này xem là được, cái thước này được 5 mét đúng không? Hải kéo ra bên kia cho anh nào. Đặt chân đấy, đặt đấy. Đấy, đặt mấy vậy ấy. Đấy đúng không? Đặt mấy vậy. Đấy, phòng khách thì hiện tại là cái chiều ngang của nó đủ 5 mét rồi các bác này. Vừa tròn vừa khít 5 mét rồi các bác nhá. Đấy, 5 mét luôn. Bây giờ thì cháu Lực sẽ đo chiều ngang một chút. Cái chiều ngang của ngôi nhà là tổng thể là cháu Lực làm là cái chiều rộng của ngôi nhà thì cháu Lực sẽ để là 6 mét cô bác nhá. Còn là bây giờ trừ 1 mét ở hiên thì sẽ còn lại là 5 mét nữa. Bây giờ cháu Lực sẽ đo là xem là có đủ thêm 5 mét hay không. Hải đi vào trong góc trường đi em. Đấy. Bỏ bóng xôi ra, bỏ xôi ra. Bỏ chổi đi. Đấy, đúng thẳng thẳng cho anh nhá. Bỏ cái xô đi ra nữa, cái xô đấy. Đấy, cái xô đấy nữa. Đấy. Kéo sát tường. Đấy, kéo sát tường đi. Đấy, đến ở chỗ này, các anh chưa ốp lát các bác nhé. Cái này là phần cửa mà các anh chưa ốp lát. Thì vẫn còn đủ 5 mét các bác nhé. Đấy, tổng thể là chiều ngang với là chiều rộng của phòng khách của nhà bao cháu là 25 mét vuông các bác nhé. 5 năm là 25 đúng không? 5 x 5 là 25 mét vuông. Đấy, 25 mét vuông thì nếu mà cô bác trong cái quán cái diện tích ngôi nhà của mình mà đủ 25 mét vuông thì cô bác cũng đã biết được rằng là nó rộng như nào rồi. Còn là phòng ngủ thì hiện tại thì cháu Lực nói thật với cô bác một chút thì cháu Lực sẽ bây giờ mà đo phòng khách mà không đo phòng ngủ thì nó sẽ hơi kỳ một chút đúng không? Cái thước này thì vừa rồi cháu Lực là đo là được 2 mét cô bác nhá. Cái này là trừ 2 bức tường đi một chút cô bác nhá, trừ 2 bức tường đi. Ở đây thì được 2 mét đến đây rồi. Còn là thêm 1 mét nữa thì đến đây. 1 mét thì đến đây là tổng thể là đủ 3 mét cô bác nhá. Còn là chiều ngang cũng vậy. Đấy, hôm nay thì nói là tối nay anh Vinh lên thì lại phải ăn cơm ở nhà xong mới lên rồi. Lên trên này thì bình bếp ga thì cũng đã mất đi đâu hết rồi cô bác. Đấy, trời thì bây giờ sương mù đang khá là nhiều đúng không cô bác này. Bây giờ hiện tại là độ tầm là 2 giờ chiều đó cô bác nhá. Vừa rồi mấy anh em lên từ nhà lên thì 11 giờ 12 giờ, hiện tại thì gần 3 giờ chiều rồi. Một tí nữa thì anh em thợ vào thì sẽ cho anh em thợ là chuyển hết vào trong trong cái ngôi nhà.
vào trong cái phòng ngủ cái trước đã. Chứ bây giờ nhìn cái tình trạng mà như thế này thì rất là buồn các bác ạ. Khi mà có người kẻ ghen ăn tức ở này, có người mà phá hoại tài sản thì cũng trơ trộm là nhiều. Chỉ muốn là cái bình bếp ga của các anh với lại thêm cái lói nồi cơm điện thôi. Ông thì ở nhà làm gì? Ở nhà thôi ạ. Ở nhà thôi à? Vâng. Ông này lấy rau lợn hay là lấy cỏ cho trâu? Ông lúc nãy lấy cỏ cho trâu thôi. Thế em là hôm nay là ở nhà làm gì? Em sáng nay em xem trên này xong thì em đi về nhà thì em lấy cỏ cho trâu ăn ạ. Đi về là ở nhà là lấy cỏ cho trâu ăn đúng không? Vâng ạ. Hôm qua là anh Sử ở nhà thì có lấy cỏ cho lại có lấy đi lấy đi cắt cỏ về không? Có ạ. Có à? Vâng ạ. Cắt cỏ về xong mới đi à? Vâng ạ. Hãy tưởng chừng là ngôi nhà của bao cháu sẽ không có gặp thêm cái chuyện gì mà dần đến là người ta về phá hoại đâu các bác. Đến thời điểm hiện tại thì cũng vừa rồi đến thời điểm hiện tại thì có một chút thôi các bác ạ. Thiệt hại thì vừa rồi cháu Lực cũng chưa xem là cái gạch qua là xem có thiệt hại gì không. Hải ra đây là xem anh em mình xem là có bị vỡ gì không. Vâng. Nếu mà bị vỡ gạch qua này thì phải nói là các anh cậy lên xong lại làm lại. Đi xem là có viết nào nứt không ở vâng. Chừng đoạn đây thôi. Đấy ở đây anh nhìn thấy là có một hai cái viên gạch mà ném vào đây này. Có thấy tình trạng gì không hả Hải? Không đâu ạ. Không đâu ạ? Vâng. Đi xem phòng ngủ cái này nào. Để đi xem nào. Xem anh. Rất là may là phòng ngủ bên này. Ui. Ở đây thì cháu được nhìn thấy là có cái phần phi này nó bị xếp ra một chút rồi cô bác này. Đấy, chắc là trong quá trình mà ném gạch lên trên này là bị va phải đây này. Hay là trèo qua là va phải đây này. Đấy, chỗ đấy thì ngày mai chắc bảo anh thợ là lắp thêm xi vào một chút nữa. Có bị sao không? Không sao đó. Không bị đúng không? Vâng. Không bị thì anh em mình đi ra bên ngoài đi. Đấy, rất là may là không có ảnh hưởng đến phần gạch mà ốp tường này các bác này. Món này là gì? Dưới mắt này bà nào? Phần lông bỏ hoa, phần lông hoa bắn à? Và từ việc nào mà thằng ngọc? Và từ việc nào mà thằng ngọc? Dây bản lòng bóng má, ta chỉ bị bẻ. Ôi, hứa má chứ. Hứa má? Ừ. Ồ, thì vào đây chứ bỏ hứa má chứ mà. Tụi sư vẫn này với tao nhau vậy, tụi sư à? Xin chào là. Một ngàn nói. Hôm nay một mì cơ là không có sự này mà. Dạ. Này ạ. Con dạ. Ồ. Ồ. Giờ tương trinh mà. Ồ. Nướng hóc vào đấy ạ. À. Thằng này phần lông nó ở bên xì vào đây ạ. À. Này nó bị cả lông. Ông thì đã đi mua một cái kiềng về này các bác này. Hôm nay thì là ngày chợ. Ông đi mua cái kiềng để bà đặt là trong cái phần bếp lò kia. Dạ cứ cảm ơn tốt dân của nó. Chỗ này chút buồn làm. À chỗ này lên ra. Ừ cảm ơn tốt dân còn. À chỗ này lên ra. Có chạy ghê. Chờ à, mì cái này chút băn. Mì cái này chút băn đấy. Ừ. Đấy gì phải thứ bây giờ? Ăn đấy cờ à? À, bạc hà. Bạc hà? Bạc hà. Ừ. Bạc hà. Cái này thì ông mua là 150 này. Bạc hà. Hải sách được không? Ừ. Được đúng không? Được ạ. Hình lắm đấy. Bạn này là bạn lán lấy gì đi nữa? Ừ, bạc hà. Ừ. Này đắt phết nhỉ? 150.000 đấy. Đây thì hoàn toàn là làm sắt ra phi bao nhiêu đây? Đây là phi 16 sao? Phi 16. Đúng rồi. Người ta uốn được tròn phết nhà Hải nhỉ? Vâng. Ở đây thì mọi sắt sắt gì thì người ta có cái phi trên này này. Ở nhà của ba con cháu thì hiện tại là cái phần bếp lò của bác nhá. Cháu Lực vấn đề cho ba con cháu là đun bếp củi lên. Chắc là cũng phải làm mà này, lấy gì cũng phải nó. Ờ. Anh này à, lấy gì cũng phải chứ.
lấy lo gì cũng phải thế. Anh nói này lấy khẻ này có cái lúa lấy gì cũng phải lấy bắt cái cũng phải mà. Tôi vẫn cả lời làng hoan dân đây nào đấy, cả hát tổ dê đấy, dê còn dê còn mười vắng màu. Làm tao thứ đồ mà yêu thế mẹ dê ra dê ra góp tú lên làm tao thứ lấy tu chảy mà thêm. Đấy. Cả lời làng tô sơn đây nào còn lấy làng hát tổ dê uo dê. Văn đời văn đấy dê văn lúa pin lúa mà đấy dê lúa màu. Học cái này coi. Có là hát chỗ vừa rồi thì cháu Lực cũng nói với ông một chút là sau quá trình mà sau này làm hoàn thiện nhà ấy, thì bàn giao mọi cái rồi tân gia rồi ông ấy đến đấy là vui luôn không ạ? Chắc là xa này mấy lúc tôi lên mà hẳn lúc có một lúa à làm một lúa rồi nào làm một lúa rồi nào à lì xa là làm một lúa rồi nào à mấy hai lúc thì phong lì xa là tôi lên mà lúc thì phong lì xa làm thằng lão chủ tịch ra thì mai ví dụ mai giả chứ phong lì xa có một lúa tôi lên à rồi một lúa nào thằng ấy cầm mi nào mai nhiều mai già chứ không ạ? Thế này dễ phải luống lát trưởng thôn nó. Thế à? Trưởng thôn anh Pà. Trưởng Pà. Chà. Trưởng Pà. Dễ thằng cầm lá, thằng ấy cầm điểm. Này cầm mấy dân này dễ. Dễ nè. Cầm mấy dân nên nên đủ hơn lâu rồi. Tao hôm nay tao chín tiếc như thế nào? Vẫn làm một ba lên lên rồi. Cái dáng người của ông thì phải nói là. Cực kỳ mà chịu khó của bác. Ở đằng sau thì ông đeo một túi vải thì không biết là trong là có cái đồ gì. Nên gặp ông vui thì không cười với ông thành ra là không được. Nhưng gặp ông mà cứ xì xì một tí nữa ông lại cũng buồn theo. Vâng. Nó hài nhỉ. Vâng. Tối nay anh với Hải ngủ đây đi nhỉ? Vâng. Có dám ngủ không? Có. Ngủ cùng anh không? Có. Có à? Vâng. Anh nhìn vào đôi mắt của anh xem nào. Nhìn xem nào, nhìn thẳng xem nào. Rồi. Anh Hải thì một cái cậu bé mà cháu Lực không có nói lại cái câu chuyện buồn của em Hải nữa các bác. Phải nói là em Hải rất là ngoan. Và rất là chịu khó của bác. Học thì cũng rất là giỏi. Cái quãng đường của em Hải đi học thì gọi là đi bộ thôi các bác. Đến thời điểm hiện tại thì cũng được bác là Trần Thị Tiên. Bác ấy mua xe cho em Sử. Và cũng được em Sử là em ấy tỉnh toàn thì đưa em Hải đi học. Có hôm nào trời mưa. Nhưng hôm nào trời mưa mà như thời điểm hiện tại thì không có lấy xe được ra bên kia đâu các bác. Vừa rồi thì cháu Lực với lại bạn Hiệu đi thì phải nói là cũng rất là khó khăn các bác. Khi mà từ kia về bạn Hiệu thì còn phải đeo ủng nữa. Cháu Lực thì đeo giày. Mà giày thì lúc mà từ nhà lên thì rất là sạch sẽ. Mà đến thời điểm hiện tại thì dính bùn đất một chút rồi các bác. Cái đôi giày này thì cũng được là bác Kim Hoàng là bác ấy gửi cho cháu Lực các bác. Nói là trong thời gian qua cháu Lực rất là cảm ơn các cô bác ở bên nước ngoài đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Phải nói là trong thời gian qua thì cháu Lực có duyên với lại các cô bác thì cũng được là các cô bác chỉ dạy cho Lực rất là nhiều. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân và tất cả khán giả đang theo dõi trên kênh Bản Em trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Có lẽ là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì đáng lẽ là cháu Lực không muốn là chia sẻ lên cho tất cả cô bác anh chị cũng biết. Nhưng mà cháu Lực nghĩ lại rằng là lên trên nhà của bác cháu có chuyện gì thì cháu Lực đều là chia sẻ cho tất cả của bác anh chị là cùng biết, cùng cháu Lực đóng góp một chút ý kiến để làm sao mà được giúp cho ba ông cháu hoàn hảo nhất có thể, cũng như là trong quá trình thực hiện ngôi nhà của ba ông cháu được các cô bác anh chị đóng góp ý kiến thì đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu đã dần hoàn thiện rồi. Dần hoàn thiện thì không biết là được bao nhiêu phần trăm, nhưng mà cháu Lực cũng nói thêm một chút cái cảm nghĩ của cháu Lực thì được 80% rồi các bác. Thì không biết là những thức phim mà chúng tôi chia sẻ lên thì các cô bác cảm nhận được rằng là được bao nhiêu phần trăm rồi. Hay trong thời gian qua có gì mà chúng tôi còn chưa có phải thì rất là mong các bác, cô chú, anh chị sẽ nhắc nhở chúng tôi để làm sao mà chúng tôi được hoàn thiện cái bản thân của mình tốt nhất có thể các bác nhé. Hay bây giờ thì trời đang mưa rất là nhiều các bác này. Kết thúc cái thức phim một chút thì chúng tôi sẽ ở lại đây xem là anh Vinh lên thì cùng anh Vinh quay lại bạt, không thì sẽ lại dọn cái phần giường chiếu của các anh là đi ra phòng kia để cho các anh ngủ.
tạm trước. Cháu Lực cũng xin qua cái thước phim này thì cháu Lực cũng xin tất cả các anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Cháu Lực đã cho anh em thợ là đi vào để ngủ trước rồi cô bác nhé. Đến thời điểm hiện tại thì cô bác cũng đã biết là cái túp lều của các anh thợ thì cũng đã bị kẻ gian mà đột nhập và phá hoại, còn nhảy đi một số đồ của các anh thợ nữa. Anh Hải thì đi đâu thì chịu khó là đeo găng tay nhá. Vâng. Găng tay đúng không? Vâng. Đấy, găng tay đôi nhà có ủng đúng không? Vâng. Hay ở nhà thì mình hay làm nhiều thì đôi ủng vào, chứ không là em đi như thế này này, nước mà ăn phải chân này đấy. Vâng. Nước ăn chân thì còn ngứa hơn cả xi ăn chân nữa đấy, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ở đây thì anh luôn luôn nhắc nhở các em, mong sao là giúp cho các em là biết thêm được cái gì. Anh vâng. biết cái gì thì anh sẽ nhắc nhở cho các em. Vâng ạ. Đấy. Các em có những cái chuyện gì mà vướng mắc cái gì thì bảo với anh. Vâng ạ. Nhá. Để anh em mình có cái hướng giải quyết. Vâng. Đấy, làm sao mà để cho anh em mình hài hòa với nhau nhất có thể nhá. Vâng. Hay có những lúc thì cũng phải thông cảm cho anh một chút nhá. Vâng. Những lúc thì anh có thể như là anh nói tóm lại là hơi bị áp lực một chút đấy nhá. Vâng. Thì anh không phải cái gì thì các em sẽ cũng thông cảm cho anh nhá. Vâng. Để làm sao mà sau này các em lớn lên rồi đi ra ngoài gặp anh còn nói chuyện với anh, mỉm cười với anh. Vâng. Nhá, chứ không vâng. là sau này anh em mình làm nhà xong, làm nhà cho các em xong là đi ra ngoài mình chạm mặt vào nhau mà mặc cái xị ra là như thế là không có vui nhá. Vâng. Đấy. Ở đây thì các cô bác cũng mong sao là giúp cho các em là một cuộc sống mà tốt nhất có thể thôi. Vâng. Tại vì các em đã phải tổn thương rất là nhiều rồi. Vâng. Đã phải ông hy sinh cho các em rất là nhiều rồi. Vâng. Đấy. Còn bây giờ thì cái thước phim hôm nay thì chắc là anh em mình xin được chia sẻ tới đây thôi. Hãy dọn dẹp, anh em mình cũng đã dọn dẹp hết rồi. Đấy, anh em mình cũng đã chia sẻ cho tất cả các bác anh chị là không có bị mất mắt thứ gì về cái phần vật liệu đấy. Còn của anh, các anh thợ thì bị mất nồi với lại cái bình ga các bác. Còn thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ.